Ai điệu nhất? Con gái như ngọc ngà. Ai giàu nhất? Ai hay khóc nhất? Ai hát hay nhất? Ai nhậu nhiều nhất? Anh cứ nhậu thoải mái, có sỉnh em vào thay. Ai ngoan nhất? Ai hay thất tình nhất? Dòng mẹ anh mất chia tay. Ai giang hồ nhất? Ai già nhất? Anh thương tâm thân nắng mưa dài dầu. Ai có khả năng ế lâu nhất? Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà hấm tạnh.